Hello tất cả đám nha và chào Monro quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monro quay trở lại với cái series mà Bisugu chơi đó cho chân lý mùa 7 nào. Ok đêm ơi, thì cái trận này nè, mình xin được phép gửi tới mọi người một cái bài meta, đó chính là các ma carry nha. Một vị tướng một vàng carry đang cực kỳ hot luôn em ơi. Và cái bài này anh em đừng khinh thường nữa nha, tại vì hiện tại là đang có rất là nhiều tướng một vàng carry đang cực kỳ hot meta luôn á, như là April nè, Seth nè, Nili nè. Ba vị tướng một vàng đang phổ thông nhất nha. Thì ngày hôm nay mình xin được phép hướng dẫn anh em cách chơi cái bài meta cách Macari này một cách hiệu quả nhất để leo rank và cũng như là build tướng, build đội hình và cũng như là trang bị luôn ha. Thì trước khi mà mình làm meta là mình sẽ để một cái link đội hình chuẩn nha anh em ở phía dưới phần bình luận để cho anh em xem tham khảo qua cũng như là biết cách build như thế nào cho nó chuẩn nhất á. Và đội hình đó chỉ để tham khảo thôi nha, tại vì nó sẽ không có cần biến ấn hay là lỗi gì cả, chỉ cần đúng tướng và đúng level thôi nha mọi người. Thì chọn hôm nay mình có được hai cái lõi rất là ngon luôn. Một cái lõi là phước lành vũ trụ, hồi máu dựa trên sát thương mà anh em gây ra, và cũng như là một cái nguyên tố luân. Nguyên tố luân này nó sẽ có hai bậc nha, một là bậc vàng và hai là bậc bạc. Thì chọn hôm nay mà lấy được bậc vàng anh em hồi lại 30 mana với mỗi mạng mình giết được. Thì nếu như em chưa biết, con cắt mai này có tổng cộng là 50 mana nha. Và mình đã nhắc với anh em rất là nhiều lần rồi, tướng từ 50 mana trở lên đó thì cái đồ chuẩn bắt buộc phải có luôn, nếu như mà muốn nó chuẩn skill liên tục là phải là Sojin chứ không phải là Blue nha. Anh em nên lắp Blue cho con cắt ma này khi nào mà cắt ma này nó có một cái lỗi là năng lượng xanh như mơ hồi lại 20 mana mỗi khi mà xài skill, thì chọn đó anh em lắp ở Blue thì được. Còn cái lỗi nguyên tố luôn này nè thì anh em không nên lắp Blue nha, mà lắp Sojin nó sẽ ngon hơn, tại vì cái này phải giết mạng mới hồi được, nên nó rất là hên xui luôn á. Và khi mà anh em chơi tướng từ 3 vàng carry trở xuống á, thì phải thỏa mãn hai cái điều kiện như sau. Thứ nhất á, là tướng carry của anh em phải là 3 sao. Và thứ hai á, là phải là 3 đồ chuẩn nha. Và 3 đồ chuẩn các con cắt mai này là cái gì? Thứ nhất á, như mình nói anh em mà phải là Sojin. Và hai cái combo trang bị mà không thể thiếu được cho tướng mà sốc đam là vô cực và găng bảo thạch nha anh em ơi. Chưởng phải là chết luôn, chưởng phải là chết luôn. Và mình xin nói luôn nha, cái bài cắt mai carry này nè đang khắc chế được những cái bài sát thủ đang hot nhất hiện tại luôn á, như là Kiin nè, Dana nè, hoặc là cả Olaf nha. Tại vì sao khắc chế được? Tại vì các mai này á nó có hai cái hệ chính nha mọi người. Thứ nhất là Chiến Minh Rồng, thứ hai á là Ngọc Long nha. Và Chiến Minh Rồng khi mà mình biến lên á, tướng nó sẽ cực kỳ trâu luôn, tăng máu với lại là sức mạnh pháp thuật một đống luôn. Thứ hai là Ngọc Long nha. Cái tượng Ngọc Long á ở trong trường hợp này nó sẽ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất á là nó sẽ bo gốc sát thủ như năm mơ, là sát thủ nó sẽ không có động vào tướng carry của mình được. Và thứ hai á là nó sẽ hồi máu với lại là tăng tốc đánh cho các ma để cho nó trưởng được liên tục. Và nếu như mà sát thủ nó có gọi là móc được con các ma của mình á, thì thật sự là không thể nào mà sốc đam chết được, tại vì em chỉ cần kẹp đi chung với 6 Ngọc Long và 3 Chiến Minh Rồng là nó sẽ có một cái lượng máu và một cái lượng hồi phục và gọi là cực kỳ ghê luôn á. Và nếu như mà các ma này nó được gây đam ở đây mà thì chắc chắn rồi nó sẽ được hồi mana liên tục luôn á ha. Nên nếu như thằng nào đụng nó thì nó chuyển lại thôi. Nó chuyển lại thôi anh em ơi. Những cái lỗi mà ngon nhất cho các ma thì mình nghĩ là cứ là liên quan tới Ngọc Long nè, hoặc là Chí Minh Rồng nè, hoặc là hồi năng lượng, hoặc là hồi phục của anh em mà. Tại vì cái build đồ các ma này nè nó sẽ không có hồi máu nha, mà nó sẽ chủ yếu dựa vào là cái tượng Ngọc Long này để hồi phục cho nó. Nhưng mà mình nghĩ là như đó là cũng đủ rồi á. Ok, mọi người nếu mà xem thay và hữu ích đó, thì hãy đừng quên để lại cho mình một like nha, đăng ký kênh cũng như là bấm chuông nữa ha, để nhận thông báo nè. Cũng như là mình sẽ đăng cập nhật những cái meta mới nhất, hot nhất ở trên kênh mình để giúp cho anh em leo rank cho nó dễ hơn ha. Cắt mai lúc đầu game thì mình có cái kiếm với lại là một cái găng anh em, nên mình chốt luôn là chơi cắt mai carry. Nói chung là ghép đồ lúc đầu game nó hơi xa một chút, nên hiện tại là đang sắp mặt một tí khi mà thua, là không ngẩng đầu lên được luôn á nha. Ôi xòa, một con cắt ma đã lên được 3 sao nè anh em ạ. Roll này hơi xuông tí thôi. Và các bạn cắt ma carry này á, mình nhắc lại nha anh em ạ, chỉ nên chơi khi nào mà nó ra thật sự nhiều lúc đầu game thôi nha. Ra thật sự nhiều lúc đầu game. Giả bộ anh em ra được cắt ma 2 sao ở ngay round 2.1, hoặc là anh em có một cái lõi cho hai tướng một vàng 2 sao á, mà nó ra một phát con cắt ma luôn á, thì nên chơi. Mình không hiểu sao mà roll mười mấy vàng không ra được một con cắt ma cuối cùng anh em ơi. Khổng người đấy. Ash thì 8 con, cắt ma cũng 8 con luôn. Ở round 3.6 ở đây mà, chắc là qua round này là qua round 4.3 rồi. Và tướng một vàng carry của mình vẫn là 2 sao thì
cũng hơi bị căng đấy, cũng hơi bị căng đấy. Mọi người nếu mà muốn mình làm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Và cũng như là anh em có góp ý gì vào cách chơi game hoặc là làm video của mình đó, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng mình sửa đổi từng cái. Và nếu như mà thấy nó sai thì mình sẽ tiếp nhận góp ý của mọi người nha. Các ma 2 sao thì nó trưởng vào máu đâu. Đây lý do mình nói với anh em á, chỉ nên chơi lúc đầu game khi mà các ma nó có là 3 sao sớm, nó ra nhiều. Đây là một cái điều kiện rất là quan trọng nha. Tại vì cái form bài này á, nó mình gọi là gần như là giống y hệt với cái form bài Fruit Carry luôn. Nên nếu như mà lúc đầu game Fruit nó ra nhiều á thì anh em hãy chơi Fruit đi. Còn các ma này á chỉ là phương án dự phòng thôi á. Các ma ra nhiều quá và đồ chuẩn á thì chơi nha. Còn không thì cũng đừng có nên spam cái bài này. Tại vì meta rất là nhiều luôn. Lịch đăng video của mình là hai cái một ngày thôi anh em ơi. Một cái là về meta, một cái là về đồ dị và cũng như là thử thách luôn. Anh em muốn theo dõi thêm thì có thể lên kênh của mình để xem thêm nha. Cái gì đây, cái vàng vàng là gì đây? Ui một cái Neko anh em ơi. Ồ Ash 3 trước luôn nè. Ảo nhờ. Cho nên mình xài Neko. Ồ đây rồi, cắt ma 3 luôn, ngon. Có còn Siolu luôn ở đây mà, khá là chiến báo. Đây, nếu như mà ở level 6 á thì độ hình form bài này là chuẩn nhất hơn anh em ơi. Nếu như mà ở level 6 nha thì form bài này là chuẩn nhất với 3 ngọc long, ở lộn với 6 ngọc long và 3 chiến binh rồng. Tại vì cái trận này mình có được thì vàng từ sớm anh em ơi, nên mình dư một cái chiến binh rồng ra, mình cho con Siolu này mang luôn. Tại vì nếu như em chưa biết á thì cái lượng máu với lại là cái lượng sức mạnh phép thuật của tướng chiến binh rồng á, nó sẽ được tăng thêm dựa vào cái lượng máu của tướng chiến binh rồng còn lại nha. Các ma trưởng không nổi anh em ơi, đồ chưa có. Trời ơi, giờ nó cắn đầu thế, chết mẹ, 13 máu. Cầm bắt nổ không ta. Cái này đúng kiểu mình đang bất chấp mình chơi luôn anh em ơi. Tại vì lúc đầu game có được các ma 2 sao à, cầm vô cực. Các ma 2 sao cầm vô cực thì đúng là tấu hài thì mình đang rất là cần đồ chuẩn luôn. Từ nha, 3 sao rồi lấy cái thử vận may này cũng hơi phí. Túi đồ URF à. Nếu mà cái làm nóng á, nó ra cho mình đầu game á, để mình tích stat con các ma thì được. Chứ bây giờ cuối game lấy về mình cũng đâu có tích stat được đâu em ơi. Mình bỏ trên hàng chờ thì mới được cộng thêm sức mạnh phép thuật và công kích. Cái này ngon nhất thì mình nghĩ là chỉ có lấy cái túi đồ URF thôi mọi người à. Thật sự. Tại vì nó sẽ cho mình thêm một cái biến hệ nữa, có thể là không có gậy rồi, không có găng luôn. Mà được một cái Sojin nè anh em à, cũng ok. Mình lên level 7, level 8 á, thì mình sẽ có được một cái form bài là 6 ngọc long với lại là 6 chiến binh rồng nha. Mà mình ghép luôn là có luôn nè, thấy không? Đây là cái lợi thế khi mà anh em có quá nhiều thì vàng. Mà mình đang lo lắng anh em ơi, tại vì mình ghép cây vô cực trước mà bây giờ chưa có cái găng bảo thạch thì không biết nó combo kiểu gì đây. Nhưng mà anh em đừng lo nha, còn một rau đi chợ với lại là một rau điều ước rồng thần nữa. Hiện tại meta là tướng Gary này mình thấy nó cũng có đồ chuẩn cả, tại vì có cái rau điều ước rồng thần ở đây mà. Anh em có thể hoàn toàn là bỏ một chút tiền ra và lấy đồ chuẩn nha. Hay là chiến báo luôn. Đây, chuẩn luôn cho em nó. Rồi. Một cắt ma đã đánh thường cũng đau phết nhờ. Các ma cầm vô cực đánh thường cũng đau phết đấy mọi người ạ. 5k7 đam luôn chứ đùa. Đây, form bài cực kỳ đẹp luôn. 6 chiến binh rồng với lại là 6 ngọc long nha. Thường cái form bài này là chỉ là có 6 ngọc long với lại là hóa hình và cũng như là kẹp đi chung với 3 chiến binh rồng thôi nên mà. Nhưng mà cái trận này mình có tận hai cái thì vàng và chiến binh rồng nó lại ghép được từ thì vàng nha. Đấy nên dễ rồi. Mình kẹp hai cái con tượng ở phía dưới là tại vì mình muốn bo góc sát thủ nha. Nếu như mà kẹp vậy thì nó phải giết cái tượng của mình trước rồi nó mới đụng được tới con cắt ma. Và đụng cắt ma anh em nhìn máu đó kìa. Máu cắt ma nó sẽ phụ thuộc vào máu của chiến binh rồng ở trong team nha. Tại vì cái búp chiến binh rồng này nè là chỉ có cho một con mang được thôi á.
mấy con chiến binh rồng kia máu càng nhiều thì con cắt mana đây nè nó càng được gọi là hưởng lợi càng nhiều mọi người ha. Mẹ ơi, kẹp gốc này nó bị ngu luôn rồi. Chuyển được anh em ơi, soi đánh thường để chết luôn chứ đùa. Đi chợ lầm đồ chuẩn thì mình nghĩ là kiếm dễ thôi, không phải lo. Tại vì mình không có ưu tiên mình lắp cái Sojin trước á anh em, mà tại vì mình có một cái nguyên tố luôn á, cứ giết mạng là hồi lại 30 mana rồi, đánh thường thêm phát nữa là chuẩn được skill luôn rồi. Nên mình ưu tiên mình là lắp những cái món đồ mà có thể giúp cho mình không bị out top trước rồi đã. Khổ quá mà. Run cắt ma 3 ra 4 chấm lên được và đồ nó không có gì để mà chơi luôn. Nên mình mới nói đêm nha, chỉ nên chơi khi mà nó tự ra đồ ra tướng thôi, chứ xì ba là đợi đi đấy. Đây, cắt ma này mà bị sát thủ bắt thì rất là khó luôn á mọi người ơi. Cực kỳ khó để mà giết cắt ma này luôn á, máu nó trâu lắm. Hiện tại là mình còn rất là nhiều meta mà mình đang cố gắng tìm hiểu và cũng như là làm và sẽ đăng hàng ngày nha. Mọi người muốn theo dõi meta thì cứ follow thân cho mình nha. Thank you anh em nhiều. Bài này là cái con siêu lưu anh em, nó kích bí ẩn á, nên anh em chơi mà gặp pháp sư kẹp bí ẩn vào dễ. Đây nè, Talon, Kiin, Kyuna với lại Dana nè. Giết các ma không nổi thiệt. Thấy không? Đứng solo luôn mà. Đứng solo luôn mà. Mày chuẩn tao hả? Tao chuẩn là mày luôn. Con lợn này. Chưa có đồ đi em ơi. Thật á, có đồ là con đa này là mình chuẩn chết lâu rồi. Khó nhờ. Xong không? Ôi giời. Chỉ cần trụ được qua rau này thôi mà mình có đồ chuẩn ra 4.7 là có thể ăn được á. Ui ông này xây da carry đồ kìa, cuồng đao. Cái stamina 9 cuồng long ở ngay level 8, 9 cuồng long ngay level 8 mà ghép đồ cho stamina carry luôn. Càng mình nghĩ là cho con steel luôn này, nó nhận chút máu đi, nãy giờ để trên tăng ác quá. Là đồ long và Dana carry nữa rồi. Các bà Dana này đúng rác luôn á, đúng như người chơi luôn á, mạnh vãi. Hồi nãy mà cắt ma đồ chuẩn á nha, là Dana nó không có solo lại anh em ơi. Cắt ma đồ này cái chuẩn có đam đâu, đồ này chuẩn làm đéo có đam. Ok. Top 1 của chúng tôi thua với ông top dưới mà thắng ông top 1 mọi người ơi. Rất là ảo nha. Mình vừa cần kiếm mình vừa cần găng anh em à. Kiếm với lại găng. Ôi trời. Vẽ à. Kiếm với lại là găng với lại là 30 tiền luôn anh em. Nói chung là xui lúc đầu game thì lúc cuối game nó sẽ bù lại cho mình chút thôi. Wow, được nhờ. Chuẩn luôn rồi đấy. Rồi. Ghép luôn cho em nó. Mình xin nhắc lại nha, nếu như mà mọi người không có lõi nguyên tố luôn hoặc là năng lượng xanh á, thì cái trang bị chủ yếu của các ma vẫn nên là Sojin nha. Còn nếu như mà có năng lượng xanh và anh em có cái nguyên tố luôn á, mà các ma nó phải là đồ chuẩn lúc đầu game nha, thì không lắp Sojin cũng được mà lắp Blue vẫn rất là ok nha mọi người. Anh em phải tùy trường hợp nha. Tại vì nếu như mà các ma 50 mana mà lắp Blue thì nó lỗ lắm, nó không có mắc binh được. Neko hay là có Siolu nè, bỏ cái Saiya và kích cuồng long với lại là xạ tiện trước đó đã. Neko trước luôn đi ha. Rồi,
Hình này là quá đẹp. Neko 2, Steel Blue 2, Các Ma 3, As 3, cũng như là búp 6 chiếc minh rồng, 6 ngọc long và những cái búp phụ nhỏ nhỏ nữa. Cái này mình lên được level 9 thì sẽ cố gắng kẹp thêm một là Lulu hay là Bạt thôi. Để kích kích thêm cái bí ẩn nữa mà. Bị kéo hả? Các Thread 3 à? Với Siphon Carry đồ khá là đẹp luôn. Trời ơi, các mày nó đã trưởng rồi. Trời ơi, đỡ sao được. Đỡ sao được mọi người. Cấm bắt từ đây nha. Xin được phép combat game mọi người ha. Tại vì siêu lưu của mình giờ nó trâu lắm rồi. Với lại các ma đồ siêu chuẩn rồi. Mặc dù là lúc đầu game mất máu có hơi nhiều. Rồi. Thêm cái quả C13 nữa. Hiện tại là tất cả tướng chiến binh rồng của mình đó, ngoại trừ con sếp nha, đều đã lên được 2 sao cả rồi. Nên là máu các ma nó đang phải gọi là khủng bố luôn á. Mình chắc chắn luôn hiện tại là không có con sát thủ nào có thể sốc đam được nó cả. Hoặc là đánh solo á, thì còn nghe còn được như đâu không? Như là đứng chặt solo 1-1 luôn á. Còn nào xài skill và quăng trước thì thắng rồi chứ. Bây giờ sốc đam nó thì có cái nịch. Đấy, bo góc nè. Thấy không mọi người? Sát thủ không thể nào vào được. Mà đợi nó vào á, các ma nó trưởng chắc là tới nái rồi. Đấy. Đấy, kiểu liên tục ha. Ok chưa, đó. Đợi sát thủ vào được là các ma nó chữa nó đi hết rồi. Bo góc cực kỳ đỉnh luôn với cái mấy cái gì ta, tượng ngọc long nè đây mà. Nó giúp cho mình có thêm tận 2 slot á. Chứ nếu như mà em chơi đồ hình bình thường thì đâu có bo góc nổi đâu. Này thì bo tới đích luôn đó chứ. Bo tới đích luôn anh em à. Cái này không có kẹp được 9 chiến binh rồng hay là 9 ngọc long đâu, khá khó. Trời ơi, trận này sát thủ quá trời luôn á. Mình vừa mới giết một ông sát thủ mà mình chết sơ qua là còn 3 ông sát thủ nữa luôn. Là trận này là 4 ông chơi sát thủ luôn á. Lại thì chứ, 4 ông chơi mọi người à. Cái này thì ai mà đỡ được đây. Ông này thì chơi Pháp Sư Kari. Mình còn chưa kịp bí ẩn nữa. Ok, vẫn ăn. Ok, bạn ơi. Ủa, ông top 1 Olaf 3 sao luôn kìa. Ông kia thì Silas 3. Anh nên up. Còn là đồ hình của mình lên mắc binh nhất. Nhanh vãi đái. Chịu được ông ta. Trời ơi. Nó trưởng đúng 3 phát. Nó trưởng đúng 3 phát mọi người à. Bốc sờ hơi luôn. Được cái con rồng này có giáp gai với lại vút rồng á, châu. Trời ơi, các ma 13 cái đam. Các ma 13 cái đam. Bạn phải thốt lên một câu rằng là ảo vậy. Sao mà không ảo được bạn ơi. Không ảo được sao mà ảo bạn ơi. Các ma đúng là trưởng hơi bị đau đấy. Lần này cũng khá là hên nhưng mà mình có toàn là hai cái biến ấn ngọc long á, lộn hai cái ấn chiến binh rồng á. Ông kia là 8 ám long luôn. Căng. Gặp luôn ông ta. Gặp luôn nè đây mà. 8 ám long Silas gọi là Torres và Siphon các kiểu đồ khá là chủ ba sao luôn á. Nhưng mà muốn giết đâu có dễ. Trời ơi, Siphon nó kẹp chưa mất nửa can cắt me luôn để chơi bờ cái gì. Tám ám long với chúng tôi, Siphon Carry cũng mạnh luôn. Bờ góc cỡ này thì sao mà nó bắt được các ma anh em. Các ma còn sống là còn đam mà. Chuyển liên tục. Một cái găng bảo thạch à.
tích tiền lên level thôi. Nghĩa là tầm 2 round nữa là mình sẽ lên được level 8 đó. À, lộn, level 9 đó. $52 à, vẫn chưa đủ lên em à, vẫn chưa đủ để lên, mà lên thì không biết bỏ gì vào hết. Ông này xây da carry đi chung với cuồng long, mà mình nếu mình bo gốc như vậy thì con tàu red nó kéo á, nó cũng không có lôi con cắt mana ra được nha em ơi. Chỉ có cái con mà cái gì ta, bàn ở cái gì bàn tay họ tiễn á em à, của con Blitz từ cái on thôi mới kéo được ra thôi. Olaf 3 cũng mạnh. Ủa, xây da bắn kìa, căng nhờ. Bắn với chúng tôi 10 cây đam. Mày gặp mình thua luôn rồi. 6 sát thủ, à là 4 sát thủ với lại là 6 kim long. Đấy, rồi 42 máu, phải 2 round nữa. Mình lên luôn anh em ơi. Mình cũng sắp đợi đi rồi. Sao một lì đi một dặm đấy. Có Yasuo nè, nhưng mà không biết bỏ nào ra cả. Kẹp lấy chút bí ẩn cũng được. Ủa, ta phát con này bỏ xe gian ngáo à? Xe gian có hơi ngáo đấy. Trời ơi. Diana nè. Xin con bạt nè bạn ngay. Lulu 2 luôn mà. Con bạt không ra ta. Không ra con bạt. Ông bán luôn xây da đây mà, để ông đổi đồ cho con Savannah nó carry luôn rồi. Không biết phải là một lựa chọn đúng hay không, nhưng mà mình thấy là hợp lý nè mà. Tại vì Savannah nó là cái vị tướng mà khạc thêm phần trăm máu á. Mà chiến binh rồng này máu nó nhiều vãi. Ông này đấu sĩ đi chung với đồ long. Và thêm một chút cuồng long nữa. Mà đồ long mà đi chung với rồng phải sai rồi. Rồi lâu mà đi chung với rồng là mất bớt rồi. Cái này là học chưa kỹ lý thuyết rồi mọi người à. Học chưa kỹ lý thuyết rồi. Rồi lâu mà đi chung với rồng mình nhắc nhiều lắm luôn rồi đó. Mất bớt đó nha mọi người. Rồi 10 cái đam chứ nhiều. Ủa vẫn chưa đi à. Châu thế. Lấy gì ta. Không có một con bạt luôn. Không một con bạt luôn anh em. Bốn đồ long mà đi chung với Savannah sai vãi chưởng luôn. Hơi sai bạn ơi. Rút kinh nghiệm nha. Úi xồi bờ râm 3 full tăng. Nói chung là ổng build tướng nè, build đồ các kiểu nè rất là đẹp luôn á. Nhưng mà sau một cái là kẹp thêm con Savannah thôi. Nhưng mà nếu không kẹp thì mình vẫn ăn thôi. Trở về từ lòng đất. Trở về từ lòng đất cái này mà còn đúng 6 máu. Lật kèo ngọn 1 luôn.
Ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em, hẹn lại sau. Hãy chắc là nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.